Được rồi anh. Được. Thấy không ta? Tại cá nó nhỏ quá. Giống như anh đang ngồi anh chơi với nó hay gì đó. Nằm anh ơi. Quay gần gần đi, lên đi quay cho gần. Nó nằm vũ đuôi lên vậy thôi. Từ đó. Được rồi. Thôi tí về ghép nhạc anh ạ. Tí về ghép nhạc. Với bộ tụi anh đang xoay mặt như thế này.